Thưa quý vị, trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Cần Nước hết sức phức tạp, số ca nhiễm liên tục tăng trong cộng đồng, để kịp thời khống chế dịch bệnh, công an huyện Cần Nước phối hợp với các địa phương thành lập các chốt chặn để kiểm soát người ra vào địa bàn thị trấn. dọc tuyến quốc lộ 50 giáp đanh xã Phước Đông, Tân Lân và các tuyến đường liên xã thị trấn Phước Tuy và Tân Ân, các chốt kiểm soát được dựng lên bằng rào trắng, bố trí lực lượng công an, dân quân trực chốt, kiểm tra, quản lý chặt chẽ tuyệt đối không cho người dân vào địa bàn thị trấn, trừ những trường hợp được ban chỉ đạo quyện cho phép bằng văn bản. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi công tác phải có giấy xác nhận của cơ quan. Buổi trưa ở lại cơ quan không được phép về nhà. Nếu vi phạm, các chốt lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định. Riêng đối với người dân, các khu vực giáp tranh tuyệt đối không được ra khỏi địa bàn, trừ các trường hợp có nhu cầu cấp bách. Riêng đối với nhu cầu mua lương thực thực phẩm sẽ liên hệ trực tiếp và đặt hàng qua đội cung ứng hàng hóa của quyền và các điểm cung ứng tại địa phương. Ngoài ra, các ấp khu phố tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ, nhắc nhở người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, cấm tuyệt đối người ngoài không được vào địa phương di chuyển từ nhà này sang nhà khác.